phần cứng mạnh mẽ. Laptop Asus VivoBook S3504VA được trang bị cấu hình phần cứng của con chip Intel thế hệ thứ 13 Core i7-1360B kèm các đồ họa tích hợp Intel Iris Xe. Ổ cứng SSD của máy có dung lượng là 512GB nên sẽ mang đến không gian lưu trữ dồi dào. Bên cạnh đó, bộ nhớ RAM DDR4 có dung lượng 16GB chạy tốc độ burst 3200MHz là một yếu tố quan trọng để các bạn sinh viên thoải mái đa nhiệm và chuyển đổi qua lại giữa các chương trình. Màn hình Lumia OLED Full HD, Asus VivoBook S3504VA sẽ đáp ứng nhu cầu thị giác của các bạn sinh viên rất tốt bởi vì màn hình của máy sẽ hiển thị vô số hình ảnh siêu sắc nét có độ chi tiết cực kỳ ấn tượng cùng với lại màu sắc siêu chân thực trên tấm nền OLED kèm với độ phân giải Full HD. Màn hình 15,6 inch này đạt chứng nhận Benson Validate về độ chân thực của màu sắc. Chính vì thế nên nó có độ phủ màu lên tới 100% DCI-B3 đúng chuẩn điện ảnh. Ngoài ra còn có chứng nhận TUV Relens, còn đảm bảo màn hình này sẽ lọc hết được lượng ánh sáng xanh gây hại cho mắt nên các bạn sinh viên sẽ đỡ lo lắng hơn khi dùng máy ở nơi thiếu sáng. Đầy đủ các cổng kết nối. Asus VivoBook S3504VA sở hữu rất nhiều cổng kết nối thông dụng để hàng ngày các bạn sinh viên có thể dùng theo các phụ kiện gắn bên ngoài như là USB Type-C, tương thích với lại Thunderbolt 4 và hỗ trợ sạc nhanh và xuất dữ liệu hình ảnh ra bên ngoài. USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, Jack Audio 3.5. Tất cả các cổng kết nối này đều tương thích hoàn toàn với rất nhiều phụ kiện gắn ngoài nên trải nghiệm sử dụng của các bạn sinh viên sẽ tốt hơn rất là nhiều. Máy còn hỗ trợ chuẩn kết nối dữ liệu không dây Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.0 để mang đến sự ổn định lâu dài cùng với lại tốc độ kết nối cao. Ống thanh vòm Direct, trải nghiệm hình ảnh đó vô cùng tuyệt vời. Vậy thì phần âm thanh của Asus VivoBook S3504VA này sẽ như thế nào? Máy sẽ được trang bị hệ thống âm thanh Direct danh tiếng cùng với lại công nghệ Asus Audio Booster có khả năng tăng cường chất lượng âm thanh với lại nhiều bộ lọc âm thanh khác nhau phù hợp với lại nhu cầu và sở thích của các bạn sinh viên. Âm trình phát ra sẽ sâu hơn, độ trong trẻo rõ ràng hơn, hiệu ứng âm thanh vòm rạp chuẩn và bay bổng hơn. Đó chính là những ưu điểm của hệ thống âm thanh Direct này trên Asus VivoBook S3504VA. Sạc pin siêu nhanh. Asus VivoBook S3504VA trang bị viên pin 3 cell dung lượng lớn lên đến 50Wh, cung cấp cho các bạn sinh viên nhiều giờ sử dụng liên tục và không bị gián đoạn. Và để nạp thêm dung lượng bên khi cắm sạc, các bạn sinh viên chỉ cần chờ 49 phút là đã tiết thêm được 60% nhằm tiếp tục công việc đang làm giữa chừng.